Bóng đá Việt Nam đang trải qua một chu kỳ thực sự thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, trước khi chiến lược gia người Hàn Quốc xuất hiện, đã có không ít người từng thử sức mình và thất bại trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau khi rời ghế nóng, sự nghiệp của họ đều đã đi theo những chiều hướng rất khác nhau. Hôm nay, hãy cùng Nextpot khám phá về con đường sự nghiệp hiện tại của 5 đời huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam gần nhất trước thời ông Park Hang-seo. 1. Fanco Goet. Ông Fanco Goet từng có gần 1 năm hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào năm 2011. Huấn luyện viên người Đức với bản CV vô cùng ấn tượng, được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, những gì ông để lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Chiến lược gia sinh năm 1962 bị sa thải sau khi SEA Games 26 khép lại, và đó cũng là giải đấu chính thức duy nhất ông gắn bó với các đội tuyển Việt Nam. Khi rời giải đất hình chữ S, ông West có khoảng 2 năm nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với bóng đá, khi trở thành thuyền trưởng của câu lạc bộ SG Bierge tại Bundesliga 2. Tuy nhiên tại đây, ông cũng không để lại được nhiều ấn tượng. Sau đó, chiến lược gia này tiếp tục làm việc ở các hạng đấu thấp hơn tại Đức, với cương vị là giám đốc thể thao và huấn luyện viên của một số đội bóng hạng 3 và giải bán chuyền. Kể từ cuối năm 2016 tới nay, ông Fanco Goet vẫn chưa tìm được công việc mới và hiện tại vẫn đang chờ đợi cơ hội của mình. 2. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Sau thời Fanco Goet, ông Phan Thanh Hùng trở thành huấn luyện viên nội đầu tiên ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia sau nhiều năm. Ông Hùng nổi tiếng với lối chơi kiểm soát bóng, ban mật nhỏ và có nhiều bài vở triển khai tấn công. Tuy nhiên thời điểm ấy, nhân lực của đội tuyển có vẻ như không đủ biến những toan tính của ông trở thành sự thực. Kết quả là chiến lược gia người Đà Nẵng cũng chỉ tại vị được gần 4 tháng sau khi Việt Nam bị loại từ vòng bảng ở AFF Cup 2012. Ông Hùng viết đơn xin từ chức và được liên đoàn đồng thuận. Bản thân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho thấy ông phù hợp với việc xây dựng các câu lạc bộ hơn là làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Không lâu sau khi rời ghế nóng, ông để lại dấu ấn đậm nét của mình khi tạo nên một Than Quảng Ninh đầy bản sắc. Tại đây, chiến lược gia 60 tuổi cùng câu lạc bộ đạt một cúp quốc gia vào năm 2016 và một huy chương đồng tại V-League 2019. Hiện nay, ông Phan Thanh Hùng vẫn đang tiếp tục sự nghiệp cầm quân của mình tại BKMX Bình Dương. Mùa này, ông cùng câu lạc bộ mới đang có một khởi đầu tuyệt vời với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu đầu tiên. 3. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là người tiếp theo tiếp quản đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ông có khoảng 2 năm rưỡi nắm quyền và để lại một số dấu ấn trong hành trình của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, sau khi U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 27, VFF đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chiến lược gia này. Chia tay đội tuyển, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lập tức tìm được công việc mới tại QNK Quảng Nam. Dưới thời vị thuyền trưởng 57 tuổi, đội bóng đất Quảng trở thành một tập thể đoàn kết, có lối chơi khó chịu và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại giải vô địch quốc gia. Đỉnh cao của câu lạc bộ này cũng như của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là chức vô địch V-League 2017. Tới tháng 6 năm 2019, ông quyết định rời Quảng Nam để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp của mình. Điểm đến tiếp theo của ông là câu lạc bộ Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ sau một vòng đấu, ông đã rời sân Thống Nhất do bất đồng quan điểm với lãnh đạo của đội bóng. Hiện tại, ông Hoàng Văn Phúc đang là giám đốc trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội và gặt hái được rất nhiều thành công. Sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo ông Phúc điều hành có thể nói tới lứa cầu thủ U17 Hà Nội, giành chiếc huy chương đồng U17 quốc gia và trở thành nòng cốt đưa câu lạc bộ Phú Thọ lên chơi hạng nhất. 4. Huấn luyện viên Toshiya Miura. Cho tới tận ngày nay, triều đại của huấn luyện viên Miura vẫn là một trong những thời kỳ gây tranh cãi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản có thể nói là lá cờ đầu trong việc áp dụng trường phái bóng đá thực dụng và chiến thuật phòng ngự phản công vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Miura đã có một số thành tích nhất định như chiếc huy chương đồng AFF Cup 2014, huy chương đồng SEA Games 28 và giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, việc tiếp tục thất bại trong những trận cầu lớn, đặc biệt là trước đại kình địch Thái Lan, đã khiến cho Miura mất ghế sớm một năm so với hợp đồng. Rời đội tuyển, huấn luyện viên người Nhật vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam khi có một mùa bóng nắm quyền tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Hiện nay, huấn luyện viên Miura đang sinh sống tại quê nhà và đôi khi xuất hiện với tư cách là khách mời, chuyên gia hoặc bình luận viên cho các đài truyền hình tại Nhật Bản. 5. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Huấn luyện viên Hữu Thắng là người cuối cùng dẫn dắt tuyển Việt Nam trước chu kỳ thành công dưới thời thầy Park. Nhận được kỳ vọng không nhỏ, nhưng những thất bại liên tiếp ở cả AFF Cup 2016 và SEA Games 29 khiến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam không thể kiên nhẫn với huấn luyện viên người Nghệ An. Sau khi rời đội tuyển, ông Thắng có khoảng thời gian nửa năm nghỉ ngơi trước khi trở thành chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự điều hành của vị chủ tịch trẻ tuổi và nguồn kinh phí hoạt động dồi dào,
Chiến hạm đỏ đã và đang tiếp tục nâng cấp đội hình với tham vọng trở thành một thế lực thực sự tại V-League. Mùa này, câu lạc bộ của ông Nguyễn Hữu Thắng đang có thành tích không tồi với 1 thắng 1 hòa sau 2 trận đấu. Đó là những thông tin về sự nghiệp hiện tại của 5 huấn luyện viên gần nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thời huấn luyện viên Park Hang-seo theo tổng hợp của chúng tôi. Còn bạn, đâu là người để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé!